Dạ thưa sư, cho con hỏi về tâm của Bồ Tát khi Ngài đại thí vợ con làm địa cầu rung chuyển 7 lần. Về câu hỏi này xin mời Đại Đức Đại Tường trả lời. Chuyện giờ đó. Kính thưa quý vị, cái câu hỏi này nó có vấn đề ở đây thưa quý vị, mà chúng ta phải đọc kỹ. Thứ nhất là cái câu chuyện mà Bồ Tát với Sentara, tức là nằm ở trong chú giải bổn sanh, ở gần cuối là câu chuyện, thì nhớ không lầm là như là 547 hay là 447 gì đó đó. Quý vị muốn đọc cái nguồn đó, thì đọc trong nguồn đó nha. Đó cái thứ nhất. Cái nguồn thứ hai á, rồi là để dễ đọc hơn, thì quý vị đọc trong cũng Pháp Hành Đa La Mật luôn, cái quyển 1 cũng thì khu pháp, thì có mô tả rất là chi tiết về cái tích chuyện Bồ Tát của Sentara. Thì nguyên văn nha, sư sẽ trích nguyên văn như vậy, tại vì ở đây có cái đề cập câu chuyện mà gọi là rung chuyển 7 lần nè, chính vì cái sự rung chuyển 7 lần này nè đó, cho nên là sư Phật mới trích trực tiếp cho quý vị biết là cái sự kiện mà có rung chuyển 7 lần này có hay không. Quý vị sẽ tự biết nè. Thì có một cái đoạn đó, cái đoạn chính là như vậy. Khi ấy vô lực của pháp hạnh bố thí ba la mật, pháp hạnh đại thí hoàng tử cha lý và công chúa Kanha của đức Bồ Tát đạo sĩ Vesatara đến ông bà la môn Chu Chá Cá đó, làm cho trái đất rùng mình chuyển động, trên bầu trời sấm sét vang rền, núi Tu Duy cuối núi đỉnh xuống núi quanh ca tỏ ra tương tính, toàn thể chư thiên ngự trên mặt đất đều tán dương ca tụng bằng lời sa thú. Chư đức vua các cõi trời dục giới, toàn thể chư thiên cõi dục giới đều chấp tay thúc lời, và tương tự chư phàm thiên cõi trời sắc giới cũng đều thúc lời sa thú. Rồi trong khu rừng núi Hy Má Quanh Tá, tức là Hy Mã Lập Sơn quý vị, các con thú bốn, nói chung là ở đây là nói là các con thú đó đều rống lên vui mừng theo tiếng của mình. Pháp hạnh đại thí con hoàng tử cha lý và công chúa Canh Ha. Thì ở đây có một điều, có điểm, một điểm, một điểm nói gì nè. Thứ nhất là quý vị thấy khi đọc qua là không có chi tiết mà gọi là rung chuyển 7 lần, là cái thứ nhất. Và trong tài liệu chú giải của bổn sanh, tức là Chakata cũng không có nói về cái sự kiện mà rung chuyển 7 lần đó có như thế nào, thì cứ trích nguyên văn như vậy. Ví dụ 7 lần là xong nha. Rồi cái thứ hai là cái vị này hỏi là cho con hỏi về tâm của Bồ Tát các khi người để thí vợ và con đó, trong sự kiện này nè, là tâm gì? Xin thưa quý vị, thì ở trong đây đó, nó nói là như vậy nè. Pháp hạnh để thí, cái pháp hạnh mà để thí đó, là phát sinh đại thiện tâm vô cùng hoan hỷ, có nghe đại thiện tâm của Ngài ở đây chỉ đến ở trong ký giải thì nói chung thôi, nhưng mà khi mà chúng ta soi xét về cái đặc tính mà hành pháp hạnh ba la mật của một bậc tình giác, thì nó có hai, có cái điểm này là quý vị cần lưu tâm sư, để khi bất kỳ câu chuyện nào mà quý vị hiểu Bồ Tát tận giác đó, làm một công hạnh ba la mật điều với cái hai trạng thái tâm này, đó là gì? Đó là cái nguyên nhân gần á để phát sinh được cái ba la mật á. Trong chú giải có ghi đó là tâm đại bi, tức là Maha Karuna, và có trí tuệ của cánh cao cả, mà ở đây cũng có thể gọi là tâm đại bi và đại trí nữa nè. Đó, đó là nguyên nhân gần để phát sinh 10 pháp hạnh ba la mật. Đó là yếu tố quan trọng. Cũng xin kết thúc trả lời đây. Những thông tin cần thiết thì Đại Đức Tại Tường đã chia sẻ với quý vị rồi. Cho nên là khi chúng ta xem thì chúng ta để ý mình xem bản gốc nghe, chứ còn mình nghe kể lại thì nhiều khi nó sẽ thất thoát, nó sẽ lạc ý, lạc một vài ý rồi từ đó mình cứ tưởng nó lung tung. Thứ nhất là cái chuyện mà rúng động 7 lần thì không có, rúng động thì có,
địa địa cầu ở thế 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 gian này á, là họ tán thán nha, cái lời tán thán vang dội nha, là do là nhờ cái việc đó đó là Bồ Tát đã hoàn thành trọn vẹn tất cả các pháp hạnh ba la mật cần thiết, thì nhờ như vậy á, chư thiên loài người mới tán thán cái việc đó. Còn các cái sự kiện còn lại thì như đã nói đó. Và sư qua câu hỏi tiếp theo.